Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, con mới có duyên với Phật Pháp nên con chưa biết cách làm thế nào để nhất niệm. Vì khi con niệm A Di Đà Phật, tâm con vẫn động và từ ngoại cảnh xen vào. Tình hải này cũng không hơn gì chư vị đâu. Thành thực như vậy. Trong lúc nói chuyện này, tình hải này đâu có niệm Phật được. Như vậy nhiều khi cũng nói sai, cũng nhiều khi cũng nói vấp, nhiều khi cũng nhìn cái này cái nọ, nhiều khi quên đi. Tức là vọng cảnh ở bên ngoài, ngoài cảnh vẫn người vẫn chi phối vào. Chúng ta là phàm phu phải chấp nhận điều này. Phàm phu không thể nào mà nói là một ngày, hai ngày là nhất tâm liền. Nhưng mà trí thành trí kính, kiên trì tu niệm. Khi vọng cảnh ứng hiện ra, có những cái gì ngồi, nó xen vào chúng ta, à vì ta là phàm phu đó, chứ không phải là thánh nhân. Thì như vậy, vọng cảnh càng vào, nhắc cho chúng ta là phàm phu chúng mình còn nặng lắm lắm. Nhờ cái tâm thành, tâm kính mình mà Phật lực gia trì, từ từ nó để bỏ đi. Nếu mà chúng ta càng niệm Phật mà càng thấy phiền não, càng niệm Phật mà càng thấy những cái gì mà lộn xộn, trào cử nào nó xảy ra, vô tình vì ta niệm Phật mà những cái trào cử, những cái hôn trầm, những cái sơ suất, những cái vọng cảnh, những cái vọng niệm nó ứng ra là nhờ câu A-di-đà Phật nó chui vào trong tâm chúng ta, nó đuổi ra những cái đó đấy. Tức là nó đuổi ra càng nhiều, mình cứ cho nó ra đi, đừng sợ, đừng buồn gì cả, cứ tiếp tục niệm Phật. Thì tự nhiên những cái vọng cảnh nó từ từ nó mất đi. Chứ không thể nào một người phàm phu nói rằng một năm, hai năm là nhất tâm. Không dễ gì nhất tâm đơn giản như chúng ta nghĩ đâu nhé. Cho nên chư vị thấy không? Biến những cái phiền não đó thành cái cánh an vui cực lạc. Càng phiền não ra thì tại trong tâm chúng ta chưa đầy phiền não. Chẳng khác gì cái ly nước này chưa đầy nước trong này. Tức đầy phiền não đó bỏ vào một viên sạn, một viên sỏi. Cái nước này nó trào ra. Nó trào ra thì mình thấy. Mình thấy như vậy thì cứ bỏ thêm vô đi, nó trào ra. Bỏ vào những cái chủng tử A-di-đà Phật. Những hạt thanh châu này chui vào trong tâm của mình. Nó đuối những cái phiền não, những cái trọng trược, những cái lộn xộn ra. Tức là cái tâm mà tâm lộn xộn của mình, hay là gọi là cái vọng niệm của mình, nó từ từ nó mất đi. Cứ tiếp tục niệm Phật nha chư vị. Thành tâm niệm Phật thì từ từ nó hết đi. Chứ đừng nói là ta phải quy định là một ngày, hai ngày, ba tháng là chúng ta hết. Không có đâu, còn nhiều lắm đấy. Cho nên chúng ta nói, quy định như vậy, nhiều khi cái gọi là cánh thanh tịnh giá nó đến. Tức là nó gạt mình. Mình không phải là thanh tịnh đâu. Mong cho mình tin tưởng cho vững vàng như vậy. Thì chúng ta từ từ tìm tiếng là từ từ mà tiếng. Chớ nôn, chớ vội nha, chớ vậy nha. A-di-đà-phật. Bạch Thầy, con 44 tuổi, đang có cuộc sống rất êm đềm hạnh phúc với chồng và ba con nhỏ. Nhưng khi con thấy trên chung có những người gặp con ra đi thọ tướng không viên mãn, con cũng lo niệm Phật lễ Phật. Nhưng vài ngày rồi thì con trở về cuộc sống êm đềm hàng ngày với chồng con. Con biết con cần phải cố gắng tận dụng thời gian con còn khỏe này để niệm Phật và tu tập vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu không sau này phước tiêu thì họa đến. Nhưng con làm được vài ngày rồi lại ngưng vài tuần, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đã 6 năm nay con thấy hổ thẹn với Phật, với cha mẹ đã mất của mình, với quý thầy và bản thân. Khi mà con biết đến pháp hộ niệm ngần ấy năm mà con vẫn chưa nỗ lực tu hành, con kính xin Thầy giúp con, chỉ cho con làm sao để rèn luyện ý chí tu hành. Từ từ mà đi chư vị. Không ai bắt chư vị niệm Phật mà bỏ đi cái cảnh hạnh phúc của gia đình. Đừng quá vội vã, không tốt. Càng tu giúp cho gia đình càng vui là chư vị đang đi đúng chứ không phải đi sai đâu. Nếu mà chư vị tu hành mà cứ đi chùa không bỏ cơm bỏ nước, không có lo chồng con thì coi chừng gia đình lộn xộn, chư vị sẽ sinh phiền não. Rồi người chồng nói tôi tưởng là em đi tu thì bây giờ là càng vui, chứ đi tu càng ngày con cái càng hư hại mà gia đình bỏ bê, nhà cửa không ai quét, coi chừng chư vị đã làm sai rồi. Cho nên đừng có vội vã, từ từ. Phật đạo và thế đạo
không rời xa nhau đâu. Phải không chư vị? Tại vì chư vị chúng ta là đang là người tại gia mà, đâu phải xuất gia đâu. Cho nên mong chư vị, vấn đề mà gìn giữ gia đình êm ấm là cái điều tốt. Bên cạnh đó, hồi trước ta không biết tu, bây giờ ta tu nữa thì chúng ta làm tốt hơn nữa, vui vẻ hơn nữa, nhờ cái vui vẻ hơn nữa mà có thể giúp cho chồng mình, con mình, nương theo mình mà tu. Chứ nếu mình làm cái gì sơ suất, nhiều khi đoạn mất cái đường tu của người thân của mình cùng tội nghiệp. Theo tôi thấy là nếu mà chư vị có cái gia đình êm ấm thế này, là có những người chồng biết lo gia đình, có những người con biết thương mẹ thương cha, gia đình của chư vị đang hạnh phúc, lợi dụng cái hạnh phúc này mà khuyên nhau, vui vẻ khuyên nhau, cùng nhau niệm Phật, từ từ mà tiến, theo nương theo cái duyên của mình, chứ không phải tiến như các vị cô này không được, tiến như các vị thầy không được. Mỗi người có một cái duyên, mỗi người có một hoàn cảnh, nương theo hoàn cảnh mình mà tu mới tốt, phải không chứ vậy? Bình tĩnh, vui vẻ đi, tiếp tục niệm Phật mới hay nha. Xin kính xin thầy giảng giải cho con hiểu, khi một người được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì từ thân phụ mẫu, thì tứ thân phụ mẫu được siêu thoát có đúng không ạ? Tứ thân phụ mẫu, những người thân bằng quyến thuộc chúng ta, do cái công đức một người tu hành đó, người ta thoát khỏi cái cảnh tam đồ ác đạo, ta thoát khỏi cái khổ của họ, có thể nó tăng lên. Thực sự ví dụ như một người đang trong địa ngục có thể thoát khỏi cảnh địa ngục có, nhưng mà nghe nghiệp họ nặng có thể họ thoát khỏi cảnh địa ngục, có thể sanh vào súc sanh cũng có thể có thể họ sanh về lành người, cái đấy có đấy, thực sự đấy. Tức là quan trọng là mình có thành đạo, thì những người mà thân bằng quyến thuộc là tứ phong phụ mẫu, mình thoát khỏi những cảnh đó, chứ không có nói là siêu sanh, là siêu qua, vượt qua cái tam đồ ác đạo thì có nhiều cái lắm. Còn mà nói là siêu về Tây Phương Cực Lạc thì không dám. Nếu mà thí dụ cha mẹ chú vị mà siêu sanh về tới cảnh trời là chú vị chứng đắc đến cái nhất tâm bất loạn, thì chú vị chưa vãng sanh phụ thân của chú vị, những người quá cố cũng đã siêu sanh rồi. Chứng tỏ là ngài văn văn một nữ niệm Phật mà đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn thì tự nhiên mẹ của ngài vượt về một cánh trời, mà cả cái địa ngục đó được mở toan lên trong cái chung với mẹ mình được mở toan, có những người siêu thoát đấy. Cái đó là có trong kinh Phật nói có. Thì cho nên cái vấn đề mà niệm Phật mà chưa bị phản tranh Tây Phương gọi là thực sự, nó có lợi lạc vô biên. Và không những gì mà những người oán thân trái chủ mình cũng được lợi lạc. Có nhiều khi mà những vị oán thân trái chủ của mình có thể thoát được những cảnh tam ác đạo này là khác. Tại vì mình quyết lòng là vì oán thân trái chủ của mình vãng sanh mà. Thì vô tình những cái công đức mà của mình niệm Phật mình gửi cho cái vị oán thân trái chủ, thì khi cái công đức mà vãng sanh của mình nó góp bội, nó gửi cho họ, nhờ cái phước đức lớn quá mà họ ngộ ra. Họ có nhiều khi họ niệm Phật họ vãng sanh luôn. Mà nhiều khi không niệm Phật thì chính nhờ cái công đức đó mà nó có thể nó xóa nhòa cho họ, nó sang bằng nhiều cái phước, cái tội nghiệp của họ, mà có họ không phải là siêu sanh về cõi cực lạc, mà siêu sanh cánh khổ họ đang có. Tuy là ví dụ như từ ngạ quỷ, người ta có thoát khỏi cái cảnh ngạ quỷ, có đấy, thực sự đấy chứ vị. Cho nên mong chư vị thấy là cái khi mà mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc có lợi lạc vô biên, lợi lạc lắm đấy.